Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vào đầu tháng 9, đài MBC đưa tin phía Tây Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ 2 trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy. Hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, tương đương hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023. Tại cơ quan điều tra, hai tiếp viên hàng không bị bắt khai nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, tương đương từ 1,2 đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa. Sau khi có thông tin trên, Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện các hãng hàng không vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin vụ việc. Về phần mình, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định, quan điểm của đơn vị cũng như của các hãng hàng không Việt Nam đều thống nhất rằng, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, không bao che. Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm hai thành viên còn lại của tổ bay, đồng thời đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát truy nã đỏ. Vào sáng ngày 16 tháng 3, qua soi chiếu hàng hóa hàng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một thùng hàng có khối lượng khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân nên tiến hành kiểm tra. Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 vali ngoài đựng vật dụng cá nhân có tổng cộng 327 tuýp ma túy kem đánh răng chưa mở nhiều nhãn hiệu, mỗi loại đựng trong hộp riêng và 17 chai nước súc miệng. Khi kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nói trên, phát hiện 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại ketamin và MDMA. Ngày 17 tháng 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển hồ sơ vật chứng vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ điều tra, ngày 21 tháng 3, cơ quan hữu quan đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định, khi 4 tiếp viên hàng không nói trên lưu trú tại Pháp, khi đó là một người Việt Nam nhờ vận chuyển 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp đã được đối tượng pha trộn và cất giấu ma túy. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ để khởi tố vụ án hình sự là khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ: 1. Tố giác của cá nhân. 2. Tin báo của cơ quan tổ chức cá nhân. 3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước. 5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm. 6. Người phạm tội tự thú. Trong trường hợp của 4 tiếp viên, các cơ quan chức năng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 200 đối tượng liên quan. Cụ thể, tại họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 200 đối tượng liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Bộ Công an luôn xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Tội phạm ma túy dẫn đến tình trạng trộm cắp, cướp giật, giết người, cướp của, cho nên tổ chức công tác đấu tranh tội phạm ma túy được chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao và đạt được nhiều thành tích. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua công tác đấu tranh nổi lên một số hiện tượng như tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trọng điểm, có sự liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Đồng thời nổi lên các đối tượng người nước ngoài câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng với đó là tình trạng người nước ngoài lợi dụng tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của Việt Nam. Các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba. Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết thêm, điển hình như vụ tiếp viên hàng không xách ma túy. Sau khi phát hiện, Bộ Công an đã truy xét, lật lại các manh mối và bắt giữ được khoảng 200 đối tượng liên quan. Ông cũng nhấn mạnh, hiện nay việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không khá là phức tạp. Bên cạnh đó là tình trạng sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar, nhà cao tầng tại một số địa phương diễn biến phức tạp.
Do lợi nhuận và thu hút khách hàng nên một số điểm vui chơi giải trí tại một số địa phương, chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã làm ngơ việc sử dụng ma túy ngay tại nơi họ quản lý. Ngoài công tác ngăn chặn nguồn cung ma túy, Trung tướng Tô Ân Sô cho rằng một giải pháp quan trọng khác là phải làm giảm cầu, giảm số người sử dụng nghiện ma túy. Vào năm 2002, một đường dây vận chuyển vàng nhập lậu từ Dubai về Việt Nam cũng đã được cơ quan chức năng triệt phá. Cụ thể, theo điều tra của cơ quan công an, trước khi bị lộ tẩy, đường dây này đã đưa chui vàng vào Việt Nam từ nhiều tháng trước, bình quân khoảng 100kg trên tháng. Sau khi hàng về chót lọt và bàn giao cho chủ hàng, thành viên tổ lái hoặc tiếp viên vận chuyển được trả thù lao 200 USD trên kg. Được biết, toàn bộ hàng được tập trung vào một đầu mối trong nội thành Hà Nội, sau đó được phân phối tiếp cho các tiệm vàng khác trong toàn quốc, hưởng chênh lệch từ 400 đến 500 USD trên kg. Để đảm bảo an toàn và hoạt động lâu dài, mỗi tiệm kim hoàn chỉ được tiêu thụ bình quân 2 đến 3 kg vàng trên tháng. Ngay sau đó, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Kinh tế Bộ Công an Vũ Hải Triều cho biết, cơ quan này đang làm rõ hành vi tiếp tay buôn lậu của 9 tiếp viên hàng không tại chuyến bay mang số hiệu VN534 từ Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Hà Nội. Theo nhận định của cơ quan công an, hơn 7kg vàng, chưa kể gần 400 máy điện thoại di động và phụ kiện kèm theo bị phát hiện thu giữ hôm 16 tháng 5 chỉ là một phần nhỏ trong đường dây mua bán vận chuyển vàng số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Tổng cục Hải quan đang tập trung làm rõ việc đường dây vận chuyển hàng lậu này hình thành từ bao giờ, đã đưa bao nhiêu hàng lậu vào Việt Nam tiêu thụ, cũng như ai đứng đằng sau chỉ đạo. Ngoài những vụ buôn lậu vàng, tiếp viên và phi công Việt Nam từng bị bắt giữ khá nhiều lần tại Úc và Nhật Bản do vận chuyển tiền đen và hàng trộm cắp. Các đường bay châu Âu nóng với tình trạng buôn lậu điện thoại của thành viên phi hành đoàn. Vào năm 2014, nữ tiếp viên Việt Nam tên Nguyễn Bích Ngọc bị cảnh sát Tokyo, Nhật Bản bắt giữ vì nghi ngờ vận chuyển 21 món hàng quần áo ăn cắp trị giá khoảng 125.000 yên Nhật, tương đương 25,7 triệu đồng. Khi đi trên xe dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến sân bay quốc tế Kansai từ tháng 9 năm 2013. Cũng trong tháng 9 năm 2013, lực lượng an ninh cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện và tạm giữ 50 chiếc điện thoại iPhone 5S còn nguyên đai nguyên kiện do tiếp viên phó Bùi Ngọc Tuấn, sinh năm 1977, vận chuyển trái phép qua đường hàng không trên chuyến bay từ Paris, Pháp về Hà Nội. Tháng 4 năm 2012, tiếp viên Thái Anh Tiến, 31 tuổi, tham gia đường dây vận chuyển hàng lậu là đồ điện tử từ Australia về Việt Nam tiêu thụ. Khi qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì số hàng vận chuyển trái phép này bị phát hiện và bắt giữ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lần theo các dấu vết từ tháng 10 năm 2008 và xác định có khoảng 400 kiện hàng đã được hơn 30 tiếp viên hàng không tham gia vận chuyển trái phép từ Australia về Việt Nam do Đỗ Thanh Lâm cầm đầu. Cuối năm 2008, cơ phó Đặng Xuân Hợp bị Hải quan Nhật Bản tạm giữ điều tra do liên quan đến đường dây tiêu thụ hàng phi pháp tại nước này như quần áo, giày dép. Cũng trong năm 2008, hãng hàng không cũng buộc thôi việc phi công Lại Quốc Việt, người bị bắt giữ vì nghi liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn ma túy lớn tại Australia. Cùng trong đường dây rửa tiền này, một phi công khác là Trần Đình Đang bị cơ quan an ninh Australia bắt tại sân bay do mang ngoại tệ vượt quá quy định, quá 10.000 USD. Những vụ tiếp viên phi công Việt Nam bị bắt giữ vì buôn lậu đã gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của hàng không Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, bất chấp việc các hãng bay trong nước đã ban hành những quy định ngặt nghèo để hạn chế các hoạt động phi pháp trên. Chẳng hạn, ngoài những quy định về nghiệp vụ và đạo đức đã ban hành, hãng hàng không còn yêu cầu 100% phi công, tiếp viên ký cam kết không buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu. Mức độ kỷ luật đối với cá nhân vi phạm cũng rất nặng, cho nghỉ việc hoặc đính bay cả năm, thiệt hại cả tỷ đồng thu nhập. Song thực tế, nhiều tiếp viên vẫn không kiềm chế được trước sức hút của đồng tiền, đã lợi dụng đặc thù nghề nghiệp để buôn lậu. Hình thức vi phạm của họ ngày càng tinh vi, thậm chí có người còn gửi đồ nhờ khách hàng cầm hộ để tránh sự chú ý theo dõi của cơ quan chức năng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!